Đây, bây giờ thì mời anh trai giới thiệu về mình nào. Dạ, xin giới thiệu với anh Hoàng Linh, em tên là Nguyễn Tài Duy, hôm nay em 34 tuổi. Nguyễn Thành Duy. Tài Duy. Nguyễn Tài Duy, dạ. 34 tuổi. Dạ, em đang sinh sống ở Biên Hòa và em làm việc ở Bình Dương. Em làm việc gì? Dạ, em làm bên mảng kỹ thuật. Kỹ thuật gì Duy? Bảo trì. Bảo trì về cái gì? Dạ, máy móc. À, tất cả loại máy móc luôn hả? Dạ. Và nhà gái? Sao vậy, sao căng thẳng lắm phải không? Dạ. Ừ, dạ. Phải vui vẻ lên, hôm nay mình đi tìm bạn đời của mình mà. Vui lên nè. Dạ, chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh. Em tên là Phạm Thị Ánh Nga, 27 tuổi, sống tại Đồng Nai. Sống tại Đồng Nai? Dạ. Nga đang làm gì? Dạ, em đang vừa học và làm nghề tóc ạ. Bây giờ á, Nga nói về một chút ưu điểm hay khuyết điểm của mình đi. Con thì có trách nhiệm cho công việc, biết quan tâm đến người khác. Còn điểm yếu của con là hai nóng tính. Hay nóng tính hả? Vâng, với hai quen. Nga mà có nóng tính chắc nói giận lắm, la chắc cũng không ai nghe đâu. Đúng rồi, sợ. Chút đỉnh thôi. Mời bạn trai. Khuyết điểm của em thì em não có vàng. Não có vàng hay quên đúng không? Là gì nữa? Mù đường. Tại cũng em có phần cũng hơi nóng tính. Nóng tính hả? Dạ. Trời, bên kia nóng tính, bên đây nóng nữa chắc cháy nhà luôn á. Hôm cương thành nhu. Không sao đâu. Yên tâm đi. Nó giống như thấy cực quyền. À, giống như là dương đẩy nhau á, mâm đẩy nhau á. Không, nó triệt tiêu nữa. À, triệt tiêu nhau. Bên nhà gái tôi nóng tính. Chào cưng. Dạ. Bên nhà gái tôi nóng tính vui lắm. Tôi đang nóng nè, tôi đang rất nóng đó. Đó, để tôi không biết là nóng cỡ nào tôi luôn á. Mình lắm rồi nha. Nóng gì cho nóng đó là em thích rồi đó. Đó, bạn này bên đây có vẻ dễ rất thương, là hiền. Nóng tính mà dễ thương. Em có mấy mối tình rồi, nói cho dì Vân biết đi. Dạ, gọi là tình không đúng nữa. Tại vì hồi cấp 1 có quen một bạn gái lúc mà chuyển trường. Mới cấp 1 quen rồi hả? Dạ. Dễ sợ quá ha. Thế rồi, chơi đúng vui không? Thôi dạ, chứ dạ, sao dạ. Quen được. Thích thích mà, người ta thích thích. Mến rồi. Mến. Nói chung mà học chung với nhau hết cấp 2 á. Nhưng mà tới năm cấp 3 thì tách ra ngồi học một trường. Ở nó học đại học thì em đi làm, cũng không còn liên lạc gì nữa. Có nghĩa là thích từ hồi lớp 5 tới hết, tới đại học luôn á. Dễ sợ ha, chung thủy ghê em luôn. Em không nói cho người ta biết. Trời, hồi đó ông nhát cũng nhát hả? Trời ơi, mối tình rất là dài luôn rồi đó. Gặp con gái tới nói chuyện chưa hết em chạy mất dép tiêu rồi. Rồi từ đó giờ cũng không có mối tình nào luôn hả? Dạ. Trời đất ơi. Không luôn thiệt không? Dạ. Có tìm hiểu một chút xíu nhưng mà nó không tới đâu, chưa được cái gì. Nói chung mới đi dòng dưới xe là đi về, dắt xe về. Ồ, vậy hả? Lúc em đi lính á, lúc đi lính thì đi lính hồi năm 23 tuổi, xong rồi đi về, xong rồi tới nhà của người ta, xong rồi tới tại nhà bạn đó cách nhà mấy trăm mét à. Ừ. Tới nơi xong cái tới nhà gặp mẹ bạn đó, gặp dì hay mẹ bạn đó đang đứng bán hàng ăn trước, thấy cô ơi cho con gửi tá thư này vô cái tiền con có ông nhà con ơi, nó đi nhà trọng rồi, cứ nghe cẩn thận biết làm gì. Đi lính về quyết định gửi thơ rồi. Ừ. Thôi. Nhưng mà cũng nhờ vậy mà ngày hôm nay mình gặp cô gái này. Dạ. Đúng không? Ở đây hỏi bên đây nè, cái mối tình buồn nữa, buồn hoài, không có buồn. Đây là mình dạ. Đi tìm người bạn đời của mình là mình phải vui nghe không? Dạ. Sao rồi giờ Nga có mấy mối tình rồi? Dạ có một mối tình. Ừ. Là chồng trước của con. À, là một người đó thôi. Dạ vâng. Rồi mình đã ly dị cách đây bao lâu rồi? Dạ được gần năm rồi. Gần một năm, mình có em bé chưa? Dạ có một em bé gần 7 tuổi rồi. Gần 7 tuổi và dạ. Sống với Nga. Dạ vâng, đang sống với con. Vậy thì em kết hôn bao nhiêu năm? Dạ kết hôn gần 7 năm. 7 năm đó, gần 7 năm, em bé gần 7 tuổi. Khi bạn nghe cái người bạn gái bên đây là cái hoàn cảnh như vậy thì ngay lúc này bạn suy nghĩ gì? Nó bình thường mà chị. Bình thường đúng không? Dạ. Chẳng nghĩ đơn giản là mình tới nhau thì sống gì hiện tại tương lai chứ phải quá khứ đồng nghĩa với đó làm gì chứ. Ừ. Cái đó là mình phải nể phục người ta rồi đúng không? Tại vì người ta mẹ đơn thân mà. Ừ. Hèn gì thấy mặt bạn Nga buồn lắm, đến lên mặt cứ buồn vậy đó mà mình bây giờ chắc có lẽ mình cũng hiểu lý do rồi. Thôi được rồi, bây giờ thì mình đừng nhắc chuyện cũ nữa, cái gì nó qua cho nó qua đi ha. Chào em dạ, gái. Con chào chú. Ừ. Bây giờ con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ biết chăm lo cho gia đình, sống có trách nhiệm. Trách nhiệm. Dạ đừng ăn chơi cờ bạc cái góc năng nhăng. Dạ. Đối tượng nó cũng mệt à. Không phải mình con không thích đâu, nhiều người không thích lắm. Dạ. Ha. Con có yêu cầu cái mẫu hình lý tưởng gì không? Dạ không ạ. Về ngoại hình á, về ngoại hình á chú Linh hỏi á. Con chỉ muốn cao khoảng 1m68 trở xuống thôi. 1m68 trở xuống thôi, đây dạ. Chắc có thể cao hơn đó. Đó. Lém 69 hả? Dạ không tới. Không tới hả? Gần hả? 67 hả? Không, không tới. Trời đất ơi. 6 mấy? Dạ, 65 vừa đủ. À vậy hôm nay mang giày cao hay sao thấy cao dữ vậy? Chắc vậy. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là biết cảm thông, lắng nghe và biết chăm lo cho gia đình. Vậy thôi hả? Dạ đơn giản vậy thôi. Đơn giản vậy thôi. Ngoại hình thì em có đòi hỏi như thế nào không? Dạ mập đẹp ốm, dễ thương, cao sang, lùng quý phái, xem sao cũng được hết trơn.
đừng có nói chữ mập ở đây. Cái ta, ta muốn nói gì ta nói. Liên quan nhiều người lắm. Em thích cái gì nhất? Món ăn á? Em thích rau muống xào tỏi thôi. Đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Sao dễ nuôi vậy? Anh cũng vậy. Dạ. Em ở nhà em dễ nuôi lắm anh. Ờ vậy hả? Thì lúc rảnh hay thường hay làm gì nhất? Em rảnh thì em chỉ lên Facebook coi phim vớ vẩn rồi đi ngủ thôi. Tại vì sau khi đi làm về là em ăn cơm xong là em lên phòng em nằm thôi. Em không đi đâu hết. Vậy cho nên hỏi là bé con là bé trai bé gái nhỉ? Dạ bé trai ạ. Bé trai như năm nay 7 tuổi, năm nay học lớp 2 rồi. Dạ gần 7 tuổi thôi. À gần 7 tuổi. Thì về nhà thì bây giờ này bé hay quậy không? Dạ cũng quậy. Nhưng mà được cái cũng ngoan lắm. À. Dạ. Hiện tại thì em với con đang ở đâu? Dạ đang ở bên ngoại. À là tối giờ hai mẹ con ở chung với bên ngoại luôn. Dạ. Anh có ngại khi em có con không? Không. Đây cơ bản luôn là trước giờ những người bạn gái mình đã từng hỏi xin số điện thoại có rất là nhiều người ta có con. Dạ. Anh đi hỏi đâu bình thường con nó không phải bình thường, nó rất là bình thường. Nhưng ngược lại anh cảm thấy những cái đó là hay hơn. Tại vì thường những người con người ta suy nghĩ người ta sẽ chín chắn hơn. Dạ. Tại vì người ta có một cái đang có trách nhiệm, người ta không có lông bông nữa. Anh làm công việc gì ạ? Công việc anh nó khô khan lắm, hay là mình cơ khí á. Dạ. Người đâu thường thường vô trong ty anh lúc nào cũng từ đầu với chân toàn là nhớt không à. Nếu mà tiêu chuẩn người của em thì đàn ông em là như thế nào em thấy phù hợp nhé? Em chỉ muốn là người đàn ông đó biết lo cho gia đình, có trách nhiệm, biết thương vợ thương con, chung này coi vợ hơn là bạn bè một tí, đừng có xếp vợ sau bạn bè. Đúng rồi, trời ơi, vợ mình ở với mình suốt đời chứ bạn bè ở với mình suốt đời đâu. Vâng, nhưng mà tại vì em nhiều khi em thấy nhiều người đàn ông á, mê cuộc vui hơn là vợ con. Nhiều khi thà để vợ con ở nhà để mình đi chơi chứ không có biết lo lắng. Lúc đó thì em phải gọi điện thoại nhắc về là thường thường có thể về đó. Bây giờ thế này, em bước tới có thể nắm tay bạn gái nào, hãy nhìn vào thẳng mắt bạn gái và hát một bài nào đó. Đứng lên đi kênh Nga, đứng lên luôn. Nắm cái gì vậy? Hát vừa hát tay vừa nắm. Nắm hai tay luôn. Ủa là làm gì tiếp vậy chú Linh? Chưa, cứ đứng yên nguyên nắm tay đi, từ từ rồi tiếp nữa. Tại đằng đầu nằm xuống đó. Bạn gái cảm thấy nào, cảm nhận thế nào? Nói cho bạn trai biết đi. Hiện tại con run quá, con không nhớ gì hết. Sao đây? Con run quá hả? Không dạ. Nhớ gì đó. Nãy giờ con cảm thấy bạn trai hát sao, nói cho bạn trai nghe đi. Dạ, bạn trai hát cũng hay. Nắm tay bạn ấy thấy thế nào? Run là mồ hôi không rồi. Rồi, thôi được rồi. Về vị trí đi. Muốn xỉu rồi đó. Quyết định là do các bạn đó. Nhưng mà hãy suy nghĩ cho kỹ nha. Bấm nút là có quyết định chín chắn. Chúng ta không thể nào mà bấm vì bất kỳ điều gì cả, mà hãy bấm bằng trái tim của mình, bằng sự quyết định, bản lĩnh của mình các bạn nha. 1 2 3 Bên kia người ta quyết định rất là quyết liệt nha Nga nha. Dạ, một cái là chắc liền. Bây giờ chúng ta bắt đầu hẹn hò, nắm tay nhau đi. Em trai. Vâng, vâng, con có bạn gái rồi. Trời ơi, cưng ghê không? Bây giờ Nga đi ha, Nga nói gì với ba mẹ đi. Nói gì hai bác đi, nói mạnh mẽ lên nào. Dạ, con chào hai bác. Con cũng mong là con được tìm hiểu anh. Nếu mà hợp nhau thì con sẽ làm con dâu của bác. Nếu hợp nhau con sẽ làm con dâu của bác. Nào, một nụ hôn đầu tiên. Không, được. Một hôm đầu tiên nó đâu phải hời hợt như thế. Làm gì ngấu nghiến như vậy? Chào. Đâu cần ngấu nghiến. Hung bằng cả trái tim của mình nào. Ôm cô gái hung nồng bằng lâu lâu chút xíu. Trời ơi đã. Không ai thấy được đó đâu. Dạ đúng rồi. Giờ nói má ơi con hung được rồi. Đó rồi, hung được rồi má ơi. Cái này có duyên lắm nha. Má ơi hung được rồi má ơi. Dễ thương lắm á. Thank you.